Vậy thì theo chị có lời khuyên gì đối với các bậc phụ huynh? Có hiệu quả hay không là do chính chúng ta, những người Hà Nội, và đương nhiên là do lãnh đạo của thành ủy, của ủy ban nhân dân, của hội đồng nhân dân, của những người làm công tác văn hóa. Chúng ta hiểu được cái luật ấy và chúng ta vận dụng tốt trong thực tế thì nó mới có hiệu quả. Và cái này là về phía chúng tôi, là những người đã từng làm văn hóa, là rất mong chờ. Vâng ạ, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời cùng thính giả nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
phòng rộng chừng 30 m² ngay tầng 1 có tên gọi là phòng đồng hồ cái. Trang thiết bị thu hút chúng tôi nhiều nhất chính là cặp đồng hồ khá cao với hai quả lắc đứng im lặng ở một góc phòng. Đó chính là cặp đồng hồ mẹ mà như của anh Vân thì cặp đồng hồ này đã điều khiển 4 mặt đồng hồ tháp rất nhiều năm. Cặp đồng hồ mẹ cùng rất nhiều trang thiết bị khác đến nay đã dừng hoạt động, nhưng